Một cái quán đồ nướng với không gian thiết kế siêu đẹp và thoáng mát đậm chất Tây Bắc ở quận Bình Thạnh. Đồ ăn thì ngon khỏi bàn, lại có gần cả chục loại nước sốt mà nguyên đám bạn Phúc tối nay đứa nào cũng ngồi trầm trồ khen suốt buổi ăn. Quán này nằm gần ngã tư Hàng Xanh cho nên tôi nghĩ là các bạn trẻ, sinh viên, dân văn phòng và gia đình thì không nên bỏ qua địa chỉ này nha. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Menu đa dạng món, quán bố trí một khu để mình tự phục vụ nước chấm, không gian quán thì tông nâu lạnh, bàn ghế và thiết kế hoàn toàn từ gỗ theo kiểu Tây Bắc với nhiều góc check-in đẹp với lại cổng chào và nhà sàn. Phúc cùng những người bạn cùng trải nghiệm một số món nướng và các món đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Phúc gọi một con gà đen nướng mắc mật ăn cùng với lại bánh bao chiên có rau răm và lá chanh thơm thơm, rồi chấm gà đen với lại chẩm chéo thơm ngon lắm. Món tôm rang lá chanh thì trông đơn giản nhưng mà hương vị thì ngon vô cùng. Tôm chuẩn tươi, rọc lưng cho nên gia vị thấm với lại thịt tôm, kẹp miếng lá chanh chiên ăn cùng với lại muối ớt xanh đảm bảo ngon luôn. Ngoài chẩm chéo với lại muối ớt xanh á thì quán còn có chao lá giang, sốt thái, tương đậu, tiêu đen, wasabi, trứng muối, phô mai nên thực sự là lôi cuốn Phúc. Cơm trộn mã bí lèn này thì Phúc cảm thấy giống cơm chiên Dương Châu miền Nam. Nguyên liệu thì sẽ để riêng thành từng phần rồi trộn lại với nhau như là tôm khô, lạp xưởng, trứng chiên cắt sợi, dưa leo, thịt kho mắm ruốc và rau xà lách. Phần cơm đã có ít tiêu, đặc biệt là Phúc thích nhất cái phần thịt kho với lại mắm ruốc trộn trong cơm ăn đúng đã miệng luôn. Nhỏ lớn thì Phúc mới được ăn cái món rau muống mà xào với lại mắm ruốc lại còn có thịt nữa. Cuối cùng thì mình gọi thêm một phần súp nấm gà xé với vị nhạt xíu. Nhà của Piu thì nằm trong hẻm 42/68 đường Ôn Văn Khiêm, phường 23 quận Bình Thạnh. Là một chiếc quán mà Phúc sẽ giới thiệu thêm cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp, đơn giản vì nó gần gũi mà nhân viên thì các bạn trẻ nay vô cùng nha.